Chế độ nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Hôm nay nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một tác phẩm sam hương Đài Loan bám lũ nha cả nhà. Đó có nghĩa là mình lấy những cây sam hương này mình đã nuôi sẵn rồi, có rễ có rồi là nhiều rồi. Báo mình lấy một cái lũ lũ đẹp, lũ thép, lũ này không có mục nữa nha. Rồi mình cho nó bám lên. Đó, mình ghép lên. Đó, làm thành một cái khóm rừng nha. 1 2 3 4. À, rừng này có 4 cây nha nhà mình. Đó. Lũ này là lũ liền luôn. Cái này nhà vườn đã thùng lâu rồi nha mình. À, bây giờ cái này mình đo cái hoành thân này nha. Hoành thân này là 9 nè. À, cây cao. Cao là 43. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 58. 58 nhân cho 35. À, cái khay này cái khay sam hương này nhà vườn xin giao lưu là 1.400.000 bao ship nha. 1.400.000 bao ship. Cái này về mình chưa lên chậu thì mình cứ để khay này mình nuôi thôi. Còn không thì mình có cái chậu mới đẹp rồi thì mình cứ để là mình nuôi thôi. Mình chỉ tỉa tán phong thiên nhiên nữa là ok thôi. Đó. Cái sam hương này á, mình càng nuôi mình càng cắt giật á, thì nó lại càng lá nó càng rút nhỏ nha mình. Đó, lũ nè, lũ thép nè. Quay cận cảnh cho khán giả xem. Đó. Nó đã bám ok rồi nha. Rồi mã số 43. Sam hương Đài Loan bám lũ nha. Rừng sam hương Đài Loan bám lũ 1.400.000 bao ship hay còn gọi là 1.400.000 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.